thôi. Wow, rồi tay bơi của nó dài tới lưng luôn. Giống như con bự cho bá này nè. Đẹp ghê đó. Cái này là gồng hấp môn đúng không anh? Đúng rồi, hấp môn, hấp môn BDS luôn. Chống BDS. Rồi, đã ghê luôn rồi. Con này là chắc xe giống của mình ha. Đúng rồi, xe giống em. Đang làm số lượng ra. Mấy con này đẻ là bèo lắm, cũng phải trăm mấy. Dạ, tùy trăm mấy một lứa. Đúng rồi, tùy. Thôi em nhìn bụng đó em nghĩ là em đó là cỡ vậy á. Hồi nãy giờ mình chưa ra khúc ngoài để mình đi tham quan. Tính ra cá anh khỏe chứ ha, nuôi trên sân thượng mà em thấy nó cũng không có sợ mưa. Em tắt mưa nó hoài hả? À. Dưới rồi cho nó ổn định tí. Nếu mà ở ngoài đây là chắc chắn mưa phải tạt vô rồi. Chứ là cho ổn định tí. Này là mày con Lotobat. Tạo tí. Làm cá là phải dễ ăn thôi anh, nhiễm quá trời. Đúng rồi. Thì một bầy lựa được hai ba con mà. Bởi vậy. Giống. Thường thì cái thằng màu đỏ nó sẽ không có nhiễm. Cái thằng màu khác nó lại nhiễm màu đỏ. Có lưu và lưu tím là nhiễm nhiều. Nếu mà chơi thằng full ghét hoặc là chơi mấy thằng rồng jumbo thì đỡ, không có bị nhiễm. Đúng rồi. Cái lựa thôi bác, anh cứ thọc tạo máy, anh chờ, anh chờ lựa. Thôi, em sợ. Sợ nó không, nó lạ. Dạ. Quay giống jumbo sa tăng quá anh. Cái con này, con này em nuôi phải không? Nó ngoài trời, khúc ngoài này nè, nắng nhiều quá. Yeah. Nó sẽ lên màu đỏ. Wow. Nó lên đỏ luôn. Cái này màu lạ nè. Nó lên màu đỏ luôn. Nó không phải là nó là tiêm bụi nữa. Do ngoài trời mà nước tạo như vậy sẽ tạo lên như vậy. Ở cái màu này mới thấy luôn buồn. Yeah. Nhìn nó giống như cái thằng jumbo Satan. Santa. Santa chứ không phải Satan. Santa, Satan cũng nhiều lắm. Nó như Việt Nam không gọi gì gọi. Diễm. Đúng quá. Giống như bông cực đẹp. Wow. Rồi. Dán quá chuẩn luôn. Ai mà có nhu cầu làm giống hoặc là mua cá thì có thể đến chỗ của anh lựa nha các bạn. Này khách đến mua mình có thể lên đây không anh hay là chỉ mua ở dưới? À, thoải mái mình lựa luôn đúng không? Dạ. Đi bông. Có một thằng trong đây là có một thằng coi si bông tại bướm nữa. Em thấy cái nước của mình hơi đục hơn ha. Vâng, tại vì nó đâu? Cái này là tảo chết. Cái này xanh này là nó vàng vàng là tảo chết, mà xanh như vậy là tảo. Tảo chết là kiểu vi sinh lên á. Sinh vi trong, anh thấy nước ở trong nhiều rồi. Nói chung là nước mình mà có vi sinh là cá sống ổn đúng không? Vi sinh thì tảo không được. Vi sinh không sao mà tảo nhiều nó pH nó tụt á. Đây, nhiều người á anh nuôi nước trong mà cá cũng chết hoài à. Còn có nhiều người anh nhìn cái nước nó ghê lắm nhưng mà nó lại sống tốt. Ấy nhiều khi người ta không có hiểu. Là do nó nhờ tảo với lại vi sinh hơn thôi. Tảo nó vừa phải thôi. Nếu mà nó xanh lè lên là gì? Là chết. Tảo vừa xanh xanh đục đục vậy thôi. Tại em nuôi qua nắng á, tảo nó hơi nhiều. Nè, coi gen đi. Coi gen. Đầu lên kinh qua. Cái đầu này tính ra là cái màu của anh màu đậm chứ ha. Đậm. Thiếu là cái tay bờ thôi. Màu, cái màu, bảng màu này, bảng màu đỏ đậm. Còn em thấy nhiều người bán cái bảng màu đỏ cam.
Dạ. Đo cam là thiếu tảo anh. Thiếu chất á. Nuôi ngoài trời nè, lịch kích màu rất là lạ. Ra được cái bộ màu đó đậm. Anh nuôi nhà cái màu nó cũng nắng á. Cái này mình tự nhiên mà chứ đâu kích màu gì đâu. Mấy con này kích màu tốn tiền thêm. Không, kích màu luôn, em nuôi cá 100%. Nói chung là trên sân thượng là mình phải chấp nhận có tảo hơn ha. Vâng. Hồ không sẽ có hồ không có tảo và hồ có tảo. Hồ nào vi sinh tốt sẽ không lên tảo. Hồ nào không có vi sinh á, vi sinh yếu tảo lên nhiều. Nhưng mà theo anh tảo nhiều tốt không ta? Tảo nhiều tốt. Tảo nhiều sẽ có cái gọi là nuôi dưỡng cá nữa. Tại vì khi mà nó lưu thông nước mà nó lưu thông người á. Nó sẽ vô người nó một lượng tảo hấp thụ. Wow, em thấy ở đây mấy cái thằng Jumbo nhìn nó lúc nào cũng sọt sọt á. Tại vì thường Jumbo á em thấy là nó không có sọt cho lắm nha. Jumbo thì em thấy giống như là nó hơi dài mình một xíu, mà ở đây của anh là nó sọt của mình nè. Cái này gọi là sọt rồi chưa? Không phải chưa nữa anh. Không, cái này tại vì nó còn nhỏ, xe nhỏ nó bầu quá, khi mà nó đẻ thì nó sọt nó dài liền. Đẹp quá ta. Cái con này mang bầu hết rồi. Dạ. Có chỗ ép đảo anh. Nó đập bầu. Đúng là nuôi trên sân thượng cái màu nó chuyển qua màu vàng chút anh. Con trống này đẹp nè. Tại bự. Rồi như cái quạt nha. Giống tốt quá trời. Xưa anh lấy giống ở Trung Quốc hay mua ở Việt Nam? Đây Việt Nam luôn, Dumbo Việt Nam. Cái đẹp tắt chống máy rồi. Không có để chống máy chung. Cái này chắc mình cũng có đi cửa hàng nên nhiều quá trời. Có đi cửa hàng. Không, bên là chống, bên là máy. Không, để chung. Con này đi bông phiên nè. Tách trong máy chung rồi ra khỏe lắm. Dán quá đẹp. Em thích với cái dán giống vậy nè. Tay lên tay bơ luôn. Đen, vàng. Fan của Jumbo nó hơi đông quá anh. Anh bán Jumbo hoài nó vẫn ổn định. Tại vì giá cũng bình ổn. Nó rẻ. Nếu mà bán mấy thằng Lotobat không, nó giá nó cao, nó ít người mua. Cái thằng này lên kinh nè. Cái này nước tảo nhiều, màu nó tốt. Đỏ mà đỏ máu luôn, đỏ tươi luôn. Đỏ máu. Hồi đó em cũng nuôi qua nước tảo, em thấy nếu mà mình nuôi trong nước tảo, mấy cái tai bơ khá là bự. Em thấy vậy. Còn nếu mà nuôi hồ kiến thì nó đẹp thiệt, nhưng mà cái con cá nó không có được khỏe anh. Hồi đó em nuôi hồ kiến bị chết hoài. Bên nhà em nuôi ngoài trời này nó quen rồi. Vì nhà nuôi trong nhà nó tốt. Giống như trong nhà thì mình hỗ trợ đầy đủ thì nó vẫn ok. Mắt đỏ. Máy tơ. Đá bướm. Lutobat. Lutobat. Vậy của mình chủ yếu là ba dòng. Full Red, Lutobat và Jumbo. Còn mấy dòng kia chưa ra xuống được. Vậy là quá ok. Nuôi nhiều quá lại mệt. Chứ là mình chủ yếu vài dòng chủ đạo của mình nó dễ. Dễ bán, dễ mua. Mình ghép bày qua ghép bày lại nó được, còn mà mình nuôi nhiều dòng quá phải sử dụng nhiều thùng tách chống máy các kiểu. Wow, cặn cám này tốt ghê chứ. Em đâu biết đâu, em xài cái cám kia tới hả 300.000 một ký.
cái này anh làm cái gì ta? Cái này là cám đó, cám tâm môi á, em trộn viên rồi đó. À. Nó làm trộn nước vô rồi do viên là. Ủa cái này anh phải trộn hay là? Trộn nước vô, nếu không chứ nó đặt như này. Ở rồi. Em nó tháo bạch chưa con. Được rồi. Gì? À, do cái bột nó quá nhuyễn cho nên mình phải dò hành viên đúng không? Đúng rồi. Đó là gọi là kiểm soát bột ăn lại. Chứ anh bỏ tràn lan trên mặt nước nó không ăn, nó dư dưới đây anh sẽ dơ nước. Tính ra cám này mình nuôi cũng lợi nhuận hơn ha. So với những cái hàng cám khác, rồi em mua bột vịt 300 mấy, giờ thấy anh giới thiệu cái cám này hay quá. Mình không ấp Atemi ha. Lúc trước mới đầu chơi thì nghe anh ấp Atemi cho ăn thì ok, thì chi phí nó cao quá. Nó cực nữa. Em ấp một cái bình Atemi phải canh, rồi mút. Khi mà rút Atemi ra rồi phải rửa lại cái bình đó. Khi quên đó chết. Nhiều khi quên bỏ muối anh hay cúp điện á là coi như hư luôn. Với lại lấy mút lên cái lọ dục đó nó hồi quên cái hồi chết đó. Cái vàng này tại sao phải cần oxy vậy? Qua còn bên đây nữa anh. Bên đây là coi đất xong tay bước